ăn buffet thịt nướng Hàn Quốc chỉ 189k, có chủ và đầu bếp đều là người Hàn. Hàng này là cái nhà hàng mà có cái bánh mì lạnh ngon ngon, bữa tôi review mấy bạn. Hàng cũng dễ thương ghê, bán đồ Hàn Quốc mà bỏ thêm cả nước mắm Việt Nam nữa. Thường mấy bà đi ăn buffet sợ nhất là quầy lai bị nguội đúng không? Yên tâm khi tới đây nha, quán luôn được trang bị đèn sửa nhiệt đảm bảo các món ăn lúc nào cũng được hâm nóng luôn á. Thôi tao nói nhìn quầy lai đã bắt mắt rồi mà còn ấm nóng như thế này rất là xứng đáng ở tới luôn. Thế thì quầy lai không quá nhiều món đâu nhưng món nào cũng thật sự chất lượng nha. 3-4 loại gà rán sốt Hàn Quốc thì là mandu miến trộn trứng cua, rồi là còn có bánh xèo đặc trưng của Hàn Quốc nữa nha. Nhưng mà tôi mê nhất là cái phần cơm cuộn cơm nắm này này, nó mềm mại và gia vị cực kỳ vừa luôn á. Kèm theo đó là cái quầy banchan khá xuất sắc nha. Cái banchan này ăn cái nào cũng ngon luôn nha mấy bà. Cái menu buffet ở trên quầy live với cả thịt nướng á, ở đây cũng có menu gọi món cho mấy bà luôn. Kim chi, mì gương đen, mì trộn Hàn Quốc và mì lạnh có đầy đủ hết nha. Hai tụi tôi có gọi thêm mì lạnh với cả canh đậu hũ non nha mấy bà. Lạnh thì từ mì đến cái nước của mì đều mang từ Hàn Quốc qua đây luôn đó. Mấy bà yên tâm.